Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng cha đầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa ông chủ rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù đã làm đó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đó là lời Chúa. Hãy cứ để cả hai cùng lớn lên. Đến mùa gặt, tôi sẽ dặn thợ gặt: Gặt lúa cho vào kho, còn cỏ lùng sẽ ném ra ngoài và đốt cho cháy đi. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, tôi rất ấn tượng với bài hát đáp ca mà ca đoàn vừa mới ca lên. Ấn tượng không phải là cái chị đánh nhịp này, bởi vì chị không phải là sơ, mà không phải là nữ tu gì. Nhưng mà giáo dân mà tập hát này là tuyệt vời đấy. Ca đoàn hát hay lắm. Thế thì xin, tôi thích vậy nên là xin ca đoàn hát lại cho tôi câu đáp của bài đáp ca: Lạy Chúa, Chúa thật nhân từ, lạy Chúa, Chúa thật khoan dung, lạy Chúa, Chúa thật rộng lượng. Hát lại lần nữa đi. Lạy Chúa, Chúa thật nhân hậu, lạy Chúa, Ngài thật khoan dung, lạy Chúa, Chúa thật nhân từ, ngàn năm tình Ngài bao dung. Vâng, xin cảm ơn một tràng pháo tay dành cho ca đoàn rất hay. Thế thì để hiểu cái bài tin mừng hôm nay á, thì phải thuộc cái bài đáp ca này. Bởi vì cái dụ ngôn hôm nay tương đối khó hiểu. Bây giờ có các con thiếu nhi ở đây thì cùng với cha để giúp cho cộng đoàn phần nào sáng tỏ lời Chúa hôm nay. Để cho nó nối kết ấy, thì cha đố các con, cả cái nhóm thổ kèn, thiếu nhi thổ kèn nha, 28 bạn nha, cùng với các con thiếu nhi, rồi các cái huynh trưởng dự trưởng của giáo hạt Thái Thụy. Đố bạn nào nhớ phúc âm Chúa Nhật tuần trước Chúa Giêsu kể cho chúng ta dụ ngôn nào? Nhớ không? Đấy, dụ ngôn mà nó có... Ở đây xin mời con. Ôi giỏi lắm, thổ kèn cũng giỏi mà trả lời cũng giỏi. Dụ ngôn gì con? Con thưa cha là dụ ngôn tuần trước là người gieo giống đi gieo lúa. Người gieo giống đi gieo lúa trên ruộng mình, gieo vào mấy loại đất nhỉ? Gieo lại bốn loại đất. Đất ở vẽ đường ạ. Đất ở xoài đá. Đá. Đất ở bụi.
bụi gai và đất ở đất, đất tốt. Tốt. Một tràng vỗ tay dành cho cháu. Rồi. Giỏi lắm, thấy không? Ê, cha sư song hai giỏi đấy. Giáo lý đây giỏi. Thế các con nhớ được vậy là giỏi lắm rồi. Lần trước là người gieo giống, có bốn loại giống cũng đem dẫn tốt. Nhưng mà hôm nay, dụ ngôn hôm nay có tên là dụ ngôn gì? A. Dụ ngôn người gieo giống. B. Dụ ngôn lúa và cỏ lùng. C. Dụ ngôn cây cải. 10 giây bắt đầu. Nào xin mời, nằm bên kia này, con trai này, cho nó cân bằng. Cho nó, A. Người gieo giống. B. Lúa tốt và cỏ lùng. C. Con thưa đức cha là con chọn đáp án B. Đáp án B là lúa và cỏ lùng ạ. Lúa và cỏ lùng. Xin một tràng pháo tay dành cho cháu. Rồi. Đến đây tôi lại nhớ lại hôm vừa rồi ở nhà thờ chính tòa của cái lớp nội trú 250 em. Thì cha Do Kim Đặng Văn Hội, ngài có hỏi các cháu rằng cuộc sống của chúng ta được sung túc như thế này, được sống như thế này là nhờ ơn ai? Ngài đưa ra ba đáp án. A là nhờ ơn Chúa, B là nhờ đảng và nhà nước, C là nhờ ơn bố mẹ. Một bạn giơ tay rất cao. Thưa cha, con chọn đáp án B, nhờ đảng và nhà nước. Ngài bảo thấm nhuần chính sách đấy, chả không đâu, nó quen rồi, bởi vì các cháu. Nhưng về sau về hỏi cháu, nó là không, trong đầu con là con chọn đáp án A cơ, nhưng chả vì làm sao lúc ấy con lại chọn đáp án B. Cháu đây chọn đáp án B chính xác. Rồi, nhưng bây giờ hỏi cái người đầy tớ ấy, họ đến họ xin ông chủ điều gì? Xin mời con, con lại tiếp tục. Rồi, lát nữa vào lĩnh phần quà của cha xứ nhé. Đây. Con thưa cha là người đầy tớ xin người ông chủ rằng là xin hãy nhổ luôn quả lùm ạ. Nhổ quả lùm đi. Ông chủ đồng ý không con? Thưa cha là ông chủ không đồng ý ạ. Ông bảo cứ để. Cứ để cho nó. Nếu mà nhổ quả lùm cả, nếu mà nhổ quả lùm thì lúa cũng sẽ bật gốc và mất mùa. Rồi, con đã giới thiệu mình, con tên là gì và ở họ nào, xin nào? Con thưa cha là con tên là Stefano Lê Đào Hữu Việt ạ. Con là xứ Thiên Lộc ạ. Thiên Lộc? Vâng ạ. Thiên Lộc là xứ mẹ của giáo xứ Trong Hai đúng không? Vâng. Xin một tràng pháo tay dành cho cháu ở Thiên Lộc. Nắm lời Chúa vậy mới hay chứ, thấy không? Nắm lời Chúa rất kỹ. Tại sao ông chủ lại không cho người đầy tớ đi nhổ cỏ? Chúng ta làm ruộng chúng ta biết rồi. Các cụ ngày xưa nói, công cấy là công bỏ, công làm cỏ mới là công ăn, đúng không? Có cấy không chứ, ngày bây giờ Thiên Lộc với lại Song Hai còn cấy không? Không cấy, đúng không? Bây giờ cỏ người ta bón thuốc, người ta phun thuốc chết hết rồi. Ngày xưa làm cỏ vất vả lắm mà. Công cấy là công bỏ, công làm cỏ mới là công ăn. Vậy mà ông chủ ở đây không cho làm cỏ. Bởi vì chúng ta biết ấy, cái cỏ lồng vực của dại của xấu ấy với lại cây lúa mì bên đấy nó giống nhau lắm. Lúc nhỏ nó giống nhau như đúc, không khác gì. Ông chủ sợ rằng khi đi nhổ cái cỏ lồng đấy, các anh lại nhổ vào lúa của tôi, lúa nó bật gốc lên thì hỏng bét. Cứ để cả hai cùng lớn, đến mùa tôi dặn với thợ là gặt tất cả về, lựa chọn lúc lớn lên thì nó biết rõ ràng à, lúc mà thu hoạch là biết rõ ràng đâu là lồng vực, đâu là lúa. Còn lúc trước rất khó phân biệt, nên ông chủ bảo cứ để cả hai cùng lớn, đến mùa sẽ phân biệt. Như vậy đến mùa là lúc nào? Thưa, đến ngày tận thế mới biết ai tốt ai xấu. Thưa quý cụ ông bà và anh chị em, đến tận thế mới biết được. Chúa bấm nút một cái, hiện ra ai tốt, ai xấu, ai làm điều gì mờ ám, hiện ra hết. Chúa chỉ cần bấm nút một cái à? Bây giờ người ta cũng vậy à?
Bây giờ ấy, những cái ông mà tội phạm ấy, nó chỉ lấy một cái tóc, nó cho máy nó phân tích. Thế là bao nhiêu những cái dữ liệu là nó ra hết. Hôm vừa rồi tôi gặp một sơ. Sơ này giỏi lắm, 2 bằng tiến sĩ. Sơ ấy nói là bây giờ nếu như muốn biết cái quá khứ của người nào ấy, thì mất $350 cho người đấy đứng vào cái máy, nó scanner, tức là nó kiểm tra não này này, hiện ra tất cả, không giấu được bất cứ cái gì. Cái gì làm nó ra hết. Sơ là người Việt Nam, tôi đang mời về Thái Bình mình này để nói chuyện với bà con giáo dân, rất giỏi. Sơ bằng tiến sĩ của sơ là bằng quốc tế cơ. Mà trình cái dự cái luận án của sơ ấy, không chỉ ở Mỹ mà toàn thể châu Âu, để cho mọi người biết được là cái luận án của sơ ấy mang tính quốc tế và khả thi khắp nơi. Nhà nước nhờ sơ ra Hà Nội này dạy cho nói chuyện và giảng huấn cho các hiệu trưởng của các trường cấp 3 và đại học tại Việt Nam. Rất giỏi, sơ rất giỏi nhưng rất khiêm tốn. Đó, thì chúng ta thấy là đến ngày tận thế Chúa phán ra cái là hết à, không có gì giấu được. Còn lúc ở trần gian này, Chúa kiên nhẫn, Chúa chờ đợi và Chúa nói với chúng ta hãy cố gắng vượt qua khó khăn. Không tránh khỏi, không tránh khỏi khó lùng. Trong gia đình cũng vậy thôi. Trong gia đình chúng ta cũng có người tốt, người xấu. Ngay trong gia đình ấy, cũng có đứa con ngoan, có đứa nó không ngoan. Trong giáo xứ giáo họ cũng vậy thôi. Có người ủng hộ, có người chống đối. Có người bên ngoài ủng hộ cha xứ nhiệt liệt, nhưng bên trong chống đối. Nên các cụ mới nói là miệng Nam Mô bụng bồ rau găm là thế đấy. Sông sâu còn có kẻ dò, lòng người nham hiểm không thể nào đo cho nó lường. Nhưng mà không giấu được Chúa, Chúa cứ để vậy. Cha quản hạt vừa nói với tôi, thưa Đức Cha, cái giáo hạt chúng con nhiều khó khăn lắm. Thưa với cha quản hạt, không đâu là không có khó khăn, không nhà nào không có khó khăn, không tổ chức nào không có khó khăn, không xứ họ nào không có khó khăn. Nên các cụ nhà chúng ta mới nói không ở trong chăn, không biết chăn có rận, nghĩa là chăn nào nó cũng có rận. Về trong hai này cứ tưởng là ngon, với lại ban ca, ban kèn, các cháu này có khó khăn. Có khó khăn ở trong đó chứ không phải khó khăn. Nhưng Chúa muốn chúng ta kiên trì và vượt qua khó khăn đó. Đừng ngại khó khăn. Và cái bài đọc 2 hôm nay, bài đọc 1 thì nói về Thiên Chúa Nhân Hậu Từ Bi nhá. Sách Khôn Ngoan nhá. Rồi Đáp Ca nói về Thiên Chúa Nhân Hậu Từ Bi nhá. Rồi bài đọc 2, Thánh Phaolô mới nói với chúng ta muốn có sự kiên nhẫn đó, muốn biến đổi cái cỏ lùng vực thành lúa tốt thì cần một người giúp đỡ. Người này giúp chúng ta cầu nguyện. Đố biết người này là ai? Đố biết đấy. Bài đọc 2, đố biết đấy. Nếu không có người này thì không cầu nguyện nữa. Mà giúp chúng ta cầu nguyện bằng những tiếng rên xiết khôn tả. Bài đọc 2, đố biết người này là ai? Người này là Chúa Thánh Thần. Nhớ chưa? Nhớ đi lễ là phải nghe tất cả 3 bài đọc thì nó mới hiểu thấu đáo được. Phải cầu nguyện với Chúa Thánh Thần để xin Chúa Thánh Thần biến đổi. Và thưa quý cụ ông bà và anh chị em, chúng ta không thất vọng và không sợ khó khăn. Dám đối diện với khó khăn. Khó khăn đó chính là cơ hội để chúng ta vươn lên. Chúng còn biết ai đã sáng chế ra cái bóng điện này? Điện này, mời con lại bé, giỏi lắm. Đây, thầy đâu rồi? Đây, bạn lúc nãy giỏi, Thiên Lộc giỏi thế, chắc đi tu tốt. Đây, cháu nó vừa nói lúc nãy á, cháu vừa phát biểu lúc nãy. Thiên Lộc ấy,
Ai đã sáng chế ra cái này? Con thưa cha là nhà phát minh Thomas Edison ạ. Thomas Edison người Mỹ, một tràng pháo tay dành cho cháu, chính xác. Nhưng mà Thomas Edison lúc còn nhỏ là một cậu bé cực kỳ nghịch ngợm. Hôm ấy mẹ của Thomas Edison đi họp phụ huynh về. Thế Thomas Edison mới hỏi: mẹ ơi, thế hôm nay thầy giáo gửi cho mẹ cái giấy ấy nói cái gì về con? Mẹ Thomas Edison nói: thầy giáo bảo con là một thiên tài. Con là một thiên tài. Và cái nhà trường nói không đủ khả năng để giáo dục cho con, nên thầy hiệu trưởng xin với mẹ để tìm cho con một cái trường nào mà con có thể học được ở trường đó. Thomas Edison sướng lắm, được mẹ khen mà thầy giáo khen cơ mà, thiên tài cơ mà. Thế là Thomas Edison đã cố gắng học hành và trở nên một nhà khoa học, một thiên tài, sáng chế ra cái điện này của chúng ta. Và cái đĩa ngày xưa, cái đĩa vẫn cho trong máy quay hát hát đó. Đó là không phải là đĩa máy đâu, mà cái đĩa nhỏ, đĩa nén này này, cho trong máy computer xong là hát đó, là Thomas Edison. Đến lúc Thomas Edison với về nhà, mở cái ngăn kéo của mẹ ra, thấy cái giấy mà thầy hiệu trưởng viết về cho mẹ hôm ấy mẹ đi họp phụ huynh. Thì thầy giáo viết: con bà là cái thằng mất dạy nhất trần gian này. Nó nghịch ngợm, nó không chịu học, nó líu láo lắm, nên tôi xin loại khỏi trường chúng tôi. Và tôi nói thật với bà là không có trường nào mà chứa chấp nổi nó đâu. Nếu các bá vào trong trường hợp với các bá sao? Về gào chết: úi giời ơi, khổ thân tôi thế này, cái thằng ma ranh này, ta nuôi mày 9 tháng 10 ngày, ta mang nặng để đau mày, bây giờ mày học thế này à, bây giờ mày khổ gia đình thế nào, là mất mặt bố mẹ à? Không, mẹ Thomas Edison không nói thế. Mẹ Thomas Edison động viên con mình: không ai hiểu con bằng người mẹ. Nên là cái lòng nhân hậu của Thiên Chúa nó cùng cái từ với cái dạng người mẹ này, nhân hậu. Và mẹ Thomas Edison đã động viên con mình. Nếu như mẹ Thomas Edison cũng giống như nhiều người nổi nóng đuổi con ra khỏi nhà hay trách mắng con, thì thế giới chúng ta đã mất đi một thiên tài. Nhưng lòng nhân hậu của Thiên Chúa là thế. Nếu Chúa cũng xử như chúng ta, nếu Chúa cũng nhổ cỏ lùng vực như chúng ta, thì làm gì có thánh Augustino, làm gì có thánh Phaolô, làm gì có thánh Phêrô như của chúng ta. Nhưng lòng nhân hậu của Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy có lòng từ bi nhân hậu như Cha chúng ta ở trên trời, là đấng đầy lòng thương xót, bao dung và nhân hậu. Tin tưởng vào Thiên Chúa, xin mời cộng đoàn đứng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa.